Thứ nhất là tìm hiểu về con người của mình, bên trong của mình, tìm hiểu về cách làm việc con người phi thường bên trong, rồi gì nữa ạ, tìm hiểu cách giao tiếp, tìm hiểu để mình cái thời điểm để mình cài đặt mục tiêu vào với con người bên trong của mình đó, rồi chúng ta tìm hiểu về tất cả những cái quy luật vận hành bất biến của vũ trụ thông qua 30 ngày, rồi chúng ta thực hiện quy trình lòng biết ơn cũng 30 ngày này. Rồi trong 30 ngày này chúng ta cũng tìm hiểu tất cả những cái quy luật vận hành bất biến của vũ trụ. Thế nên anh chị em chúng ta nhìn lại từ ngày đầu tháng đến hiện tại bây giờ, chúng ta đã có được những cái điều tuyệt vời gì, có những cái thành công gì đó, đúng không ạ? Bởi vì khi mà mình nhận diện được những cái thành công của mình ăn mừng, mình cảm ơn, thì chúng ta sẽ có nhiều hơn. Thế nên là để giúp cho chúng ta thành công hơn nữa bằng ba bước đơn giản như sau. Bước đầu tiên, chúng ta tìm ra điều của mình muốn và thực hiện điều đó. Tìm ở đâu ạ? Tìm chính bên trong con người của mình. Chúng ta hãy lắng nghe trực giác của mình mách bảo. Những lúc mà trực giác mách bảo thì chúng ta làm liền, làm ngay ha. Đó, trực giác mình mách bảo bên trong mình thích cái điều gì. Đó, mình phải tìm bằng được cái điều mà mình thích. Cho dù cái điều của mình thích nó chưa dễ dàng để mình thực hiện được, nhưng chúng ta cũng phải cần tìm bằng được cái điều đó. Bởi vì cái điều đó nó là một cái gì ạ? Động lực lớn để giúp cho mình chinh phục và giúp cho mình vượt qua được tất cả những cái khó khăn, trở ngại, thách thức trong cuộc sống của mình. Thế nên là anh chị em chúng ta mới một cái bước quan trọng đầu tiên là chúng ta hãy tìm ra điều mà chúng ta muốn và chúng ta quyết tâm thực hiện bằng được cái điều đó. Bây giờ chúng ta hãy comment cho Phương biết là hiện tại bây giờ chúng ta đã tìm ra được điều mình muốn chưa ạ? Anh chị em mình đã tìm ra được điều mà mình muốn chưa? Chúng ta comment ở khung chat ha. Và điều mà mình muốn đã tìm ra được rồi đó là điều gì? Bạn Hương là tôi muốn sở hữu 100 tỷ. Chưa tuyệt vời ha. Đó. Để có con số sở hữu được cái tổng tài sản là 100 tỷ thì chúng ta cần phải có tư duy của người có 100 tỷ. Đúng không ạ? Cái gốc rễ bên trong của mình là gốc rễ của người có tổng tài sản là 100 tỷ. Tư duy, sự hiểu biết và niềm tin của mình phải là người có tổng tài sản là 100 tỷ. Thế nên là học tập phát triển liên tục để chúng ta chinh phục ha. Xin chúc mừng bạn Hương nha. Rất là nhanh luôn. Đó, thì giờ chúng ta thấy con số rất là rõ ràng thôi. Thế còn anh chị em khác thì sao ạ? Tìm ra một môi trường tốt để học tập, siêu tuyệt vời, xin chúc mừng bạn Hồ Hiền. Chúng ta đã tìm ra được môi trường tốt để mình học tập, mình phát triển đó ha. Môi trường rất là quan trọng, bởi vì nếu như không có môi trường thì bản thân chúng ta chưa dễ để mình thành công được. Bởi vì thành công 85% nó đến từ cái yếu tố môi trường ấy. Môi trường sẽ giúp cho mình có được một cái mục tiêu lớn. Chúng ta ở trong môi trường của chúng ta, có phải là chúng ta nhìn thấy bạn của mình, mục tiêu của bạn mình 100 tỷ, thì nếu như mà bình thường chúng ta đặt mục tiêu của mình là 1 tỷ, bây giờ chúng ta nhìn thấy con số 100 tỷ chúng ta thấy sao ạ? Bắt buộc mình phải có thêm một cái suy nghĩ mới, đúng không? Đó, có hành động mới. Thế nên là cái môi trường rất là quan trọng ấy. Rồi xin chúc mừng bạn Nguyễn Dũng là tìm được môi trường tốt. Siêu tuyệt vời luôn ha. Rồi còn những anh chị em khác nữa nha. Chúng ta hãy viết cái điều mình đã tìm ra để chúng ta cùng nhau chúc mừng. Bạn Tùy Dung là phát triển bản thân toàn diện, điều mình muốn ha.
Rồi, chị Lê Tâm là muốn trở thành người thành công, giàu có và hạnh phúc viên mãn, xuất sắc. À, mình nói rõ hơn một chút nữa ha. Rồi, bạn Nguyễn Dũng tìm được môi trường tốt, tìm được thầy giỏi để sao chép. Đúng, quá tuyệt vời, xuất sắc. Đó, mình được người, tìm được cái người thành công để mình mô phỏng, đúng không? Người thầy giỏi để mình có sự định hướng. Đó, có cái công việc, có cái chiến lược để cho mình phát triển bản thân của mình, phát triển công việc, kinh doanh của mình, rất là tuyệt vời luôn. Xin chúc mừng bạn Mai em tìm được một môi trường tốt để phát triển bản thân. Rồi, còn những anh chị em khác thì sao ạ? Mục tiêu chúng ta như thế nào? Chúng ta đã tìm được điều mình mong muốn chưa? Đó, ví dụ như chúng ta đã tìm được cái công việc mình yêu thích chưa? Cái lĩnh vực mà mình yêu thích, à, đã tìm được chưa? Đó. Bạn Phạm Yên là tìm được môi trường học tập phát triển bản thân tốt. Hầu hết chúng ta rất là cần môi trường ha, ai cũng cũng nhìn thấy chúng ta tìm cái môi trường. À, môi trường rất là tuyệt vời ha. Chúc mừng toàn thể anh chị em mình. Và nếu như mà những anh chị em nào mà chúng ta chưa làm được cái bước số 1 thì trong buổi tối hôm nay, sau khi Phương chia sẻ, chúng ta hãy làm Phương bước số 1 ha. Đó là tìm ra điều bạn muốn và thực hiện điều đó. Bạn muốn điều gì? Bạn đã tìm được cái công việc bạn yêu thích chưa? Cái lĩnh vực mà bạn yêu thích đó, nó có kết quả hay không? Đó. Và chúng ta có nhìn thấy được cái kết quả trong cái công việc của mình hay là trong cái điều mà mình thích, điều mình mong muốn ấy. Chúng ta nhìn thấy cái tầm nhìn nó như thế nào? Ví dụ như chúng ta đã tìm được cái môi trường tốt để giúp cho mình phát triển bản thân toàn diện. Thì bây giờ chúng ta hãy cho cái ánh nhìn của mình xa hơn 10 năm nữa. Theo anh chị em chúng ta, ngày nào chúng ta cũng phát triển đều đặn như thế này thì theo chúng ta thì 10 năm nữa thì chúng ta trở thành ai? À, đúng không? Chúng ta trở thành ai và kết quả của chúng ta là như thế nào? Khi mà chúng ta có cái tầm nhìn như thế, tự động tự khắc chúng ta sẽ rất là đam mê. À. Và ở trong cái ngày Phương chia sẻ chúng ta cái phần số 2 đấy là 10 bí kíp để giúp cho chúng ta sử dụng sức mạnh tiềm thức đạt kết quả tuyệt vời nhất. Đó, có cái bí kíp số 11 là chúng ta hãy tin tưởng nhất quán với sức mạnh của tiềm thức. Tin tưởng và đam mê với cái công việc chúng ta đang làm, đúng không ạ? Hiện tại Phương ví dụ như chúng ta có một công việc mà chúng ta đang làm ấy, cho dù chúng ta không thích, đúng không ạ? Cho dù cái dòng tiền, cái mức thu nhập nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu của mình, nhưng chúng ta cũng biết ơn vì cái công việc đó. Chúng ta yêu thích bởi vì cái công việc đó đã giúp cho mình tạo ra được một dòng tiền. Đó. Chúng ta cứ biết ơn nhiều hơn thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội, sẽ có những cái công việc mới mở ra để giúp cho chúng ta có được nhiều hơn, đáp ứng được cái mong mỏi, mong muốn bên trong của mình. Bởi vì cái điều mà mình mong muốn thì vũ trụ cũng rất là mong muốn để đáp được cho mình, để cho mình dư giả cái điều mà chúng ta mong muốn. Thế nên là quan trọng là chúng ta hãy tìm được cái điều mà mình mong muốn. Chúng ta càng rõ ràng thì vũ trụ càng dễ dàng để tìm kiếm nguồn lực cho mình, đúng không ạ? Nếu như mà ngày hôm nay chúng ta làm một công việc mà chúng ta không nhìn thấy được cái tương lai của công việc đó nó phát triển như thế nào, chúng ta làm mà chúng ta cứ ngày này qua tháng khác làm liên tục như thế, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy được cái tương lai là 3 năm hoặc 5 năm hoặc 10 năm cái công việc đó nó sẽ đi về đâu, nó sẽ phát triển, nó bùng nổ như thế nào, thì chúng ta cần phải xem lại ha. Chúng ta cần phải xem lại, bởi vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như thế thì chúng ta cứ hình dung giống như việc là chúng ta xây dựng lên một ngôi nhà đó, rồi sao ạ? Một ngôi nhà chúng ta xây dựng không được kiên cố, đến ngay mưa lụt ngay lập tức nó bị sập đổ, thì có phải là uổng công của chúng ta không ạ? Vừa công sức, vừa niềm tin, rồi vừa của cải vật chất của mình nữa, đúng không ạ? Thế nên là cái công việc kinh doanh của chúng ta cũng y chang như thế. Một khi mà chúng ta đã kinh doanh, chúng ta đã làm, chúng ta đã xác định thì chúng ta cần phải có cho mình một cái tầm nhìn ha. Tầm nhìn để khi chúng ta làm cái công việc đó rồi thì đến khi lớn tuổi, càng lớn thì chúng ta càng càng giàu, càng lớn thì chúng ta càng tự do, đúng không ạ? Để lúc đó chúng ta không phải đập đi để chúng ta xây lại nữa. Nên là đầu tiên, cái bước quan trọng đầu tiên chúng ta cần phải tìm ra được điều chúng ta muốn, cái mục tiêu của chúng ta là gì. Mục tiêu
ngắn hạn là gì, mục tiêu dài hạn là gì, và cái chiến lược để mình thực hiện được cái mục tiêu đó là gì. Nó rất là quan trọng ha. Giống như Phương cách đây là 5 năm, khi Phương biết đến môi trường, Phương đặt ra mục tiêu và Phương biết được cái điều mà Phương muốn rất là rõ ràng, đó là mình phải trở thành một bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức, mình phải giỏi cái bộ môn khoa học này đó. Bởi vì ngày đó Phương được học và Phương được nghe chia sẻ của tất cả những anh chị em đi trước ấy, khi Phương tham dự những cái buổi offline trực tiếp và những cái buổi mà đi du lịch cùng với liên minh tất cả các câu lạc bộ đấy, thì Phương được nghe và Phương được chứng kiến tất cả những anh chị em đi đó mang theo những cái quyển sổ chép live stream đó, và ghi rất là từng câu từng chữ rất là rõ ràng kỹ lưỡng, và họ chia sẻ rất là hay và ứng dụng kết quả rất là tốt. Thế nên ngay tại những cái thời điểm đó Phương đã ra quyết định là mình phải giỏi về sức mạnh của tiềm thức, bởi vì chính cái sức mạnh tiềm thức là con người bên trong của mình. Nếu như mình không hiểu con người bên trong của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ không hiểu ai cả. Phương ngồi ra một cái triết lý rất là tuyệt vời ngay từ cái thời điểm đầu tiên mà Phương mới bắt đầu tiếp cận ấy. Mình nghĩ nếu như bản thân mình mà mình không hiểu, mình không biết cách để mình nói chuyện với chính bản thân mình không biết cách để mình hòa hợp, mình yêu quý bản thân mình, thì thử hỏi mình hiểu ai, mà cũng chẳng ai hiểu mình cả, đúng không ạ? Bởi vì mình bản thân mình không hiểu mình thì chẳng ai hiểu mình, và mình cũng chẳng hiểu ai cả. Thế nên là rốt cuộc không ai hiểu mình cũng không hiểu ai cả thì chưa dễ để giúp cho mình thành công. Thế nên tại cái thời điểm đó Phương rất là yêu thích cái bộ môn khoa học này, và Phương đã nói chính với bản thân mình và Phương hứa với vũ trụ rằng là Phương trở thành một bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức, đạt được những cái kết quả tuyệt vời giúp cho cuộc sống của mình thay đổi, và Phương hứa rằng Phương sẽ lan tỏa trao giá trị đi cho cộng đồng 1.000 người, 1.000 anh chị em trên khắp mọi miền tổ quốc, và càng nhiều hơn nữa thì càng tốt, nhưng mà mục tiêu của Phương là 1.000 người đó. Hứa như thế rồi, đã hứa rất là rõ ràng với vũ trụ rồi. Thế nên là đó cũng là một cái lý do mà hiện tại bây giờ Phương đang đồng hành để chia sẻ với tất cả anh chị em mình, đúng không ạ? Và khi mà mình xác định được là mình trở thành một bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cực kỳ am hiểu, am tường, hiểu rất là rõ những cái quy luật bất biến vận hành của vũ trụ. Thế nên là mình muốn thu hút được những cái nguồn lực mà vũ trụ ban tặng cho mình một cách nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất, thì chúng ta cần phải hiểu, đúng không ạ? Hiểu sâu, nhớ lâu, lúc đó chúng ta ứng dụng mới có kết quả. Còn nếu như chúng ta chưa hiểu, chưa nhớ thì chắc chắn đâu, chúng ta ứng dụng không có kết quả. Thì không có kết quả thì chúng ta mất niềm tin, đúng không ạ? Mất niềm tin thì sao? Mất niềm tin thì không làm được một cái gì trên cuộc đời này cả, đúng không ạ? Thế nên là khi mà mình chọn trở thành một bậc thầy thì tất cả mọi cái nguồn lực đến để hỗ trợ soi đường dẫn lối cho mình đi, và cứ từng ngày một mình lên một kế hoạch học tập làm việc, và từng ngày một mình giỏi, từng ngày một mình có những kết quả rất là tuyệt vời, sau đó thì bắt đầu chia sẻ, lan tỏa, trao giá trị đi cho cộng đồng. Và khi mà bắt đầu mình lan tỏa trao giá trị đi cho cộng đồng thì lúc đó Phương lại ngộ ra thêm những cái bài học nữa, đó là mình đã ứng dụng rất là tốt cái quy luật trong ngoài. Bởi vì nếu như bản thân mình là người không có cái gốc rễ, không có cái giá trị ấy, thì chắc chắn mình trao giá trị cho cộng đồng không ai nghe, cũng không ai tham gia học tập cùng với mình, đúng không ạ? Nhưng mà rất là tuyệt vời, đó là cộng đồng của chúng ta càng ngày, quy mô của chúng ta càng ngày càng lớn đó, tách từ câu lạc bộ của chúng ta ra đã có 3 câu lạc bộ khác nữa rồi. Khi chúng ta đủ lớn, đủ mạnh, khi chúng ta đủ cái giá trị bên trong để trao được cho cộng đồng thì chúng ta bắt đầu tách ra riêng để chúng ta hỗ trợ với bạn mình cho nó dễ, đúng không ạ? Cũng giống như hiện tại bây giờ này, Phương cùng với chủ tịch của chúng ta đấy, một cái phòng dung của chúng ta rất là chất lượng, với cái số lượng vừa đủ thôi để chúng ta kèm cặp, chúng ta hỗ trợ đã chăm một
cái hạt mầm nào là cái hạt mầm đó phải chắc chắn, phải khỏe mạnh luôn, gieo nhân cho một ai đó là người đó học nghiêm túc kỷ luật ứng dụng tạo nên kết quả luôn, bởi vì như thế thì mình mới gieo một nhân tốt gặt một bông trên quả ngọt, đúng không ạ? Chính vì thế tại cái thời điểm đó Phương đã ngộ ra được cái chính bản thân mình là người ứng dụng rất là tốt những cái quy luật bất biến của vũ trụ, đó là quy luật trong ngoài đó. Rồi quy luật trong ngoài là đến quy luật gì nữa, quy luật hấp dẫn, bởi vì cùng trường năng lượng thì hấp dẫn lẫn nhau. Chính vì mình là một người có cái tâm muốn trao gửi, trao giá trị cho cộng đồng, rồi sao nữa, mình hấp dẫn đến với mình những người bạn cũng y chang có cái suy nghĩ giống như mình, họ đến với môi trường của chúng ta. Những người bạn chúng ta đến lúc đầu cũng bởi một cái lý do đầu tiên giống như anh chị em chúng ta thôi, đó là mong muốn phát triển bản thân, rèn luyện cho mình một cái thói quen đọc sách sớm mỗi ngày, chỉ có đơn thuần một cái lý do cơ bản như thế thôi. Nhưng mà dần 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 khi kiến thức chúng ta đủ, chúng ta thấm, bắt đầu là sao ạ, à, mục tiêu chúng ta cao lên, à, trách nhiệm chúng ta lớn lên, không phải là trách nhiệm để học cho mình nữa mà học cho gia đình mình, học cho cộng đồng của mình đó. Thế nên là sao ạ, à, chung quy là khi mà chúng ta học về sức mạnh tiềm thức, chúng ta sẽ giỏi hiểu mình, hiểu người, hiểu các cái quy luật của vũ trụ, thì chúng ta trở thành con cưng của vũ trụ, đúng không ạ? Con cưng của vũ trụ thì chúng ta gieo một nhân tử thì chúng ta gặt một bầu trời quả ngọt thôi. Và sau đó đến cái quy luật cân bằng. Quy luật cân bằng là sự kết hợp giữa quy luật trong ngoài và quy luật nhân quả. Khi mình làm tốt quy luật trong ngoài, khi mình làm tốt được quy luật nhân quả rồi thì cái quy luật cân bằng nó đến với mình một cách rất là hiển nhiên, rất là tuyệt vời luôn, kết quả tự động nó đến. Tiền bạc hay mối quan hệ hay sức khỏe hay tất cả những cái sự thuận lợi may mắn trong vũ trụ, mình được hưởng trọn vẹn luôn, rất là tuyệt vời. Thế nên là chúng ta hãy tập trung ha, ứng dụng cái quy luật tập trung để mình tập trung vào cái điều mà mình muốn. Chúng ta đã xác định được cái bước đầu tiên là chúng ta muốn điều gì rồi thì chúng ta hãy tập trung vào cái điều đó và để cho cái điều đó nó càng ngày càng mở rộng. Hiện tại bây giờ chúng ta muốn phát triển bản thân một cách toàn diện, đó là một cái mong muốn quá là tuyệt vời. Bởi vì chúng ta thấy bác Hồ của mình chia sẻ không ạ? Đó, 10 năm trồng cây và 100 năm trồng người, đúng không ạ? Để trồng, để hình thành một con người vĩ đại thì phải cả mất cả 100 năm. Thế nên đó là cũng là cái tầm nhìn cả 100 năm. Thế bây giờ hiện tại chúng ta đã có môi trường, chúng ta đã biết điều mình thích là gì rồi, thì chúng ta hãy tập trung vào cái điều mình thích, nương tựa vào môi trường, đúng không ạ? Nương tựa vào cả cái sức mạnh của quy luật thiên nhiên, quy luật siêu nhiên để giúp cho chúng ta thuần theo dòng chảy của vũ trụ, trong đó có dòng chảy của nền kinh tế, đúng không ạ? Trong đó có dòng chảy của quá trình làm việc con người của mình, thì tất cả mọi cái điều khó khăn hay là không không gì ạ, bất lợi ở bên ngoài thì tất cả mọi thứ đều được xoay chuyển 365 độ, rất là tuyệt vời. Bởi vì sao ạ, vũ trụ sẽ bẻ cong tất cả những cái sự thật để giúp cho mình chinh phục được một cái mục tiêu của mình. Mục tiêu của mình đó là điều mà mình muốn, mình đã xác định được rồi. Thế nên là chúng ta học sức mạnh tiềm thức, chúng ta sẽ kiểm soát được, sẽ hiểu được và kiểm soát được cái cảm xúc của mình, kiểm soát được cái suy nghĩ tâm trí của mình và hướng tới cái sự thành công. Sáng ngày hôm qua chúng ta học cái bài bí mật của tiền bạc đấy, chúng ta hãy tập trung hướng cái tâm trí của mình tới sự giàu có, tới thành công và giàu có, đúng không ạ? Luôn luôn nuôi dưỡng tâm trí của chúng ta bởi một cái tư tưởng năng lượng, đó là dư giả tiền bạc, đừng bao giờ nuôi dưỡng bởi cái sự thiếu thốn về tiền bạc. Ví dụ hiện tại bây giờ thực tế của mình thiếu thốn thật, nhưng chúng ta cũng phải tự mình học cho giỏi tiềm thức để mình xoay chuyển cái suy nghĩ của mình, xoay chuyển cái cảm xúc của mình để mình như ạ, để mình tập trung vào một cái trường năng lượng là có dư giả của cải vật chất đó, để mình hướng tới cái sự thành công của mình, đúng không ạ? Và khi mình làm được điều này thì chúng ta đã làm rất là tốt cái quy luật nhất quán đó. Suy nghĩ như thế nào thì chúng ta nói như thế, và nói như thế nào thì chúng ta hành động như thế, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ, cái suy nghĩ của chúng ta hướng tới sự thành công thì kết quả của chúng ta là sự thành công. Thế nên là khi mà chúng ta đã bắt đầu
làm trọn vẹn cái bước số 1 một cách xuất sắc thì chúng ta sẽ bắt đầu đi ạ, làm cho Phương hai cái việc như lúc nãy Phương với chị mới chia sẻ đấy. Thứ nhất là chúng ta cần phải phát triển tư duy bộ gốc rễ của mình, phát triển tư duy gốc rễ của mình. Người giàu thì họ có rất là nhiều bộ tư duy, ngay kể cả trong cái bộ công thức 30 ngày mà Phương chia sẻ với chúng ta cũng rất là nhiều cái bộ tư duy, đúng không ạ? Thế nên là trong cái tư duy gốc rễ của người giàu, người thành công mà chúng ta đang học ấy là có rất là nhiều cái bộ tư duy. Ví dụ như bộ tư duy về đầu tư, bộ tư duy về kinh doanh, đó, bộ tư duy về tâm trí não bộ, hay là bộ tư duy về gia đình hạnh phúc, hay là bộ tư duy trao giá trị cho cộng đồng, đúng không ạ? Rất là nhiều, chúng ta cần phải tập trung nhiều, tập trung liên tục, tập trung liên tục. Đó, lúc sáng Phương nghe có bạn Dũng ha, bạn Dũng bảo là sao? Bây giờ là hạ quyết tâm rồi. Bởi vì đâu đó đôi khi cuộc sống chúng ta làm cho cái suy nghĩ của mình vướng chỗ này, rồi vướng chỗ kia. Lúc thì suy nghĩ thế này, lúc suy nghĩ thế kia, bởi vì cuộc sống của chúng ta mà, đúng không ạ? Toàn là vấn đề thôi. Nhưng mà khi chúng ta học tiềm thức ấy, chúng ta sẽ kiểm soát được, làm chủ được cái tâm thân trí của mình. Đó, để cho chúng ta định hướng, định hình lại, để cho mình tập trung vào một cái điều mình muốn, để mình phát triển cái bộ tư duy gốc rễ của mình. Sau khi mình phát triển được cái bộ tư duy gốc rễ tốt rồi, song song với cái việc đó, chúng ta mang cái giá trị đó chúng ta trao cho cộng đồng đi ạ. Lúc tối hôm qua chúng ta đã cùng với Phương đã cam kết mỗi anh chị em chúng ta hãy ít nhất là chúng ta giúp đỡ hỗ trợ cho 5 người bạn, đúng không ạ? 5 người bạn tượng trưng cho 5 hạt mầm. Khi chúng ta đã gieo hạt thì chắc chắn rồi, một bầu trời quả ngọt, mà không những một bầu trời nữa mà sao ạ, một một tổ hợp sinh thái, một hệ sinh thái rất là tuyệt vời. Đó, thế nên là khi mà chúng ta nhận ra được cái giá trị cốt lõi của cái điều mà mình mong muốn ấy, có cái giá trị nhân văn, thì cái điều đó càng ngày càng được khuếch đại thêm, càng ngày càng được phát triển rộng thêm nữa, giúp cho chúng ta có sự thành công giàu có một cách hoàn hảo. Những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta rất là tuyệt vời. Chính vì thế chúng ta hãy trở thành một bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức, đúng không ạ? Chúng ta comment cho Phương ở khung chat ha. Tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Đây là con đường nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất để chúng ta thành công. Đây chỉ là một cái cánh cửa để giúp cho chúng ta đi đến với cái thế giới của người thành công một cách dễ dàng hơn. Rồi, rất là tuyệt vời ha. Tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức, quá xuất sắc. Rồi, ngoài cái việc mà gì ạ? Hương muốn trở thành một bậc thầy, chuyên tâm chuyên tu để trở thành một cái bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức, thì mà Phương còn một cái mong muốn nữa. Đó là như Phương vừa mới chia sẻ đấy, trao giá trị cho 1.000 anh chị em. Bởi vì Phương biết được rằng là gì ạ, 1.000 anh chị em đó là những đối tác, là những công sự, là những nhân sự cùng với mình. Mình kế thừa lại được cái môi trường cho con của mình, đúng không ạ? Mình kế thừa lại được gì ạ, được cái tài sản rất là tuyệt vời cho con của mình. Nếu như ngày hôm nay mình không xây dựng môi trường thì con của mình sau này cũng phải tự xây dựng môi trường. Thì bây giờ chúng ta xây dựng môi trường trước đi, đúng không? Nền tảng tiền đề là chúng ta xây dựng trường, con chúng ta lớn lên được kế thừa, kế thừa những cái điều tuyệt vời mà chúng ta để lại cho con của mình. Đó, theo anh chị em chúng ta, khi mà chúng ta xây dựng một cái môi trường chất lượng rồi thì con chúng ta được kế thừa những cái tài sản gì? Chúng ta có thể comment giúp Phương được không ạ?
Thì chúng ta đã xây dựng một cái môi trường chất lượng rồi, thì để lại cho thế hệ con của chúng ta một hay là nhiều tài sản, và những cái tài sản đó là gì? Rồi, cảm ơn bạn Hương ha. À, con của mình được kế thừa một môi trường chất lượng, được nghe những cái điều tích cực mỗi ngày, quá là tuyệt vời. Chính xác. Rồi gì nữa ạ? À, kế thừa tri thức, tài sản về trí tuệ. Rồi gì nữa ạ? Biết cho đi để nhận lại, có mối quan hệ chất lượng, quá tuyệt vời. Rồi mối quan hệ chất lượng, rồi gì nữa? Phương rất là muốn anh chị em chúng ta comment này, bởi vì hiện tại chúng ta có rất là đông anh chị em này, thế nên là mỗi anh chị em chúng ta có một cái bài học để giúp cho chúng ta có nhiều bài học hơn, rất là hay. Đó, con chúng ta được kế thừa thứ nhất là mối quan hệ ha. Đó, một cái nguồn nhân lực về con người rất là lớn, và mối quan hệ đó là mối quan hệ siêu chất lượng chứ không phải là chất lượng nữa. Quá là chất lượng luôn, chất lượng về kiến thức, về tư duy, về kinh nghiệm, về tầm nhìn, đặc biệt rất là giỏi về kinh doanh. Bởi vì môi trường của chúng ta là môi trường tri thức và sách, và biến tất cả những cái kiến thức tri thức từ trong não bộ của mình trở thành tài sản bên ngoài. Thế nên là con cháu của chúng ta sau này được kế thừa thứ nhất là về những cái mối quan hệ siêu chất lượng, thứ hai là nguồn nhân lực về con người, không cần tìm kiếm nguồn nhân lực nữa. Ví dụ như mỗi anh chị em chúng ta đấy có hai người con, đúng không ạ? Thì con của chúng ta kết giao với nhau, kinh doanh cùng với nhau, học cùng với nhau, chơi cùng với nhau, sau này lấy nhau cùng luôn, đúng không ạ? Đó, yêu nhau lấy nhau trong môi trường luôn, rất là chất lượng, không cần phải tìm kiếm tìm hiểu ở đâu bên ngoài mất thời gian, đúng không ạ? Tìm lỡ đâu rồi chưa đúng nữa đó, đúng không? Thế nên là ngày hôm nay chúng ta xây dựng là quá là tầm nhìn rất là xa. Thế nên là chúng ta hãy cùng với Phương ha, cùng với chủ tịch của chúng ta hãy nối dài cánh tay. Mỗi anh chị em chúng ta phải có trách nhiệm với môi trường chúng ta đang học, đang làm việc, đang đang gì ạ, đang phát triển mỗi ngày. Bởi vì môi trường hiện tại chúng ta đang học, đang gì ạ, đang dùng như thế này là môi trường chung của cả chúng ta, không phải riêng môi trường của chủ tịch của mình, cũng không phải là môi trường của nhóm trưởng mình, mà môi trường của toàn đài anh chị em mình, đúng không? Thế nên chúng ta cần phải có trách nhiệm với nhau ha. Mỗi người giỏi lên một chút, rồi mỗi người gì ạ, gieo hạt nhiều lên một chút, để cho có nhiều anh chị em vào cộng đồng của chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển, để chúng ta xây dựng cái nguồn nhân lực cho mình, cho con của mình sau này, đúng không ạ? Đó, ví dụ như sau này chúng ta xây dựng những cái công trình lớn, đúng không? Rất là cần những cái nguồn nhân lực, rất cần những cái trí tuệ ưu tú với nhau. Thì bây giờ chả lẽ chúng ta đi thuê ở ngoài, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thuê ở đâu ra, mà tìm kiếm ở đâu ra? Trong môi trường chúng ta đã có đầy đủ hồi tụ hết rồi. Thế nên là sao? Rất là tuyệt vời, chúng ta hãy chuẩn bị cho mình, cho con của mình, chuẩn bị cho tất cả những cái điều tuyệt vời. Sau này con chúng ta không cần tìm kiếm nữa, ráp vào là vận hành luôn. Cái bánh xe đã có sẵn rồi, đã được cân đối tròn trịa rồi. Việc của con mình ráp vào là chỉ có lăn mà đi thôi, đúng không ạ? Đó chính là một cái tầm nhìn rất là lớn đấy, giống như tầm nhìn và cái sự chia sẻ của người thầy vĩ đại chúng ta. Thầy có những cái doanh nghiệp, những công ty ở bên nước bạn đấy, những đất nước ví dụ như Mỹ này, Canada này, thì những cái doanh nghiệp đó thầy nói là những doanh nghiệp đó thầy chỉ có những người bạn, những anh chị em cộng sự chiến hữu trong môi trường của mình để thầy hợp tác, để làm việc cùng với nhau thôi, và hoàn toàn là những người Việt Nam của mình và trong cộng đồng của mình thôi, ưu tiên cho cộng đồng của mình. Và Việt Nam của chúng ta là ưu tiên số 1
và ưu tiên số đặc biệt là người trong cộng đồng của mình, bởi vì người anh chị em trong cộng đồng chúng ta đã được thầy rèn luyện, đã được tất cả những anh chị chủ tịch rèn luyện cho chúng ta theo một cái văn hóa chung, theo một cái giá trị cốt lõi chung rồi. Thế nên là ráp vào công ty để làm tất cả những cái bộ phận, để đứng tất cả những cái ban bì bộ phận để cùng nhau hợp lực để kinh doanh thôi. Và chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Thế này không bao giờ thi tuyển bất cứ một một cái người nào ở ngoài đất nước Việt Nam đâu. Ví dụ như Mỹ, Hàn Quốc, Dubai hay tất cả Nhật Bản hay hay là sao ở Hàn Quốc có lớn mạnh đi cỡ nào thì có thể nhân lực đi cỡ nào thì cũng không bao giờ tuyển, chỉ có tuyển người Việt Nam của mình thôi và ưu tiên là những anh chị em trong cộng đồng của mình đó, chúng ta thấy không ạ? Thế nên là sao ạ, ngày hôm nay chúng ta học không phải cho mình nữa đâu mà học cho gia đình mình, cho con cháu chúng ta thì sau này ha đó. Thế nên là cái việc đầu tiên là chúng ta nhớ là tìm ra điều mình muốn ha đó. Nếu như mà mình chưa biết mình muốn gì thì mình hãy đặt câu hỏi cho tiềm thức của mình, cho cái người bạn phi thường khổng lồ bên trong của mình ấy. Ngay bây giờ, ngay lúc này, tiềm thức chỉ cho anh, cho chị biết được cái điều mà mình nên làm. Tiềm thức là chị ngay à, chị ngay cho chúng ta. Rồi sau này con chúng ta lớn lên là sao? Có ngay cái thói quen đọc sách, đọc sách phát triển tri thức mỗi ngày. Có cần phải chính giống như mình huấn luyện mỗi ngày nữa không ạ? Không cần nữa đâu. Bản thân chúng ta ngay cái thời điểm đầu tiên dạy đọc sách rất là vất vả, đúng không? Lúc thì nhớ, lúc thì quên đó, lúc thì sao ạ, bỏ cuộc, lúc thì phấn khởi, lúc thì phấn khích chưa dễ, nhưng mà con chúng ta nó đã ăn vào trong máu rồi. Bởi vì trong môi trường chúng ta có một cái gì ạ, đoàn gen môi trường, và mình là người bố người mẹ là một cái tấm gương sáng, con mình cứ thế đó soi vào thôi, soi vào tấm gương sáng thì con chúng ta sáng, đúng không ạ? Thế nên rất là tự hào. Bởi vì mình là thành viên của Liên minh Câu lạc bộ Tri thức và Sách. Tri thức và Sách, anh chị em comment cho Phương là đến, tôi đến đúng nơi rồi. Đó, tôi đến đúng nơi rồi, quá là tuyệt vời ha. Rồi sau này chúng ta còn để lại cho con của mình ngoài cái nguồn lực về mối quan hệ, nguồn lực về nhân lực, chúng ta còn để cho con của mình một nguồn lực về tài chính cực kỳ lớn, một cái nguồn lực quá là lớn, đó là về tài chính, về tiền bạc. Bởi vì tri thức trí tuệ sẽ biến thành tài sản, ngày nào chúng ta cũng học, ngày nào chúng ta cũng phát triển, ngày nào chúng ta cũng đọc thông tin kiến thức thì trí tuệ chúng ta càng ngày càng cao, tâm ở đâu thì tiền ở đó, đúng không ạ? Thế nên là con của chúng ta khi ra đời đã kế thừa được ngay ba cái tài sản lớn, một là tài chính, hai là nguồn nhân lực, ba là mối quan hệ siêu chất lượng đó, đúng không ạ? Thế tỷ lệ con cháu của chúng ta trong cộng đồng là thắng lớn hay là tỷ lệ những người con ở bên ngoài không được đọc sách giống như mình là thắng lớn? Thế anh chị em chúng ta ai thắng hơn ai? Đương nhiên là con của mình rồi, đúng không ạ? Đó, thì rất là rõ luôn. Thế nên đó cũng là một cái động lực để cho anh chị em chúng ta nỗ lực ngày hôm nay ha. Rồi chúng ta đi sang cái bước thứ hai. Bước thứ hai là chúng ta hãy trở nên chuyên môn hóa và xuất sắc trong lĩnh vực mình đã chọn, mình yêu thích. Khi chúng ta đã yêu thích rồi thì chúng ta hãy chuyên môn hóa, tức là chúng ta hãy trở nên giỏi, trở nên xuất sắc vào guồng ha, để chúng ta rèn luyện để cho mình giỏi lên, mình nâng level của mình lên theo từng tháng. Bản thân chúng ta phải gì ạ, phải nương tựa vào môi trường, phải đặt mình vào môi trường để môi trường cùng với mình rèn luyện mỗi ngày. Còn bản thân mình tự mình rèn luyện thì cũng được, nhưng mà chưa dễ, chưa nhanh, chưa kiên trì được, chưa tập trung được, đúng không ạ? Cho nên là ở trong môi trường đó, chúng ta hãy chuyên môn hóa cái điều chúng ta thích. Ví dụ hiện tại bây giờ chúng ta thích trở thành một bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức thì chúng ta hãy giờ học thật giỏi bộ môn đó, và chúng ta hãy chép livestream nhiều, chia sẻ nhiều, gieo hạt nhiều
đúng không ạ? Ứng dụng nhiều để tạo nên kết quả, tự động kết quả đó nó sẽ làm cho chúng ta đam mê đó. Và không những ở trong môi trường chúng ta mà ở ở bên ngoài chúng ta có một công việc làm hoặc là công việc kinh doanh nào đó, nếu như mà chúng ta cảm nhận được, chúng ta nhìn được cái công việc của chúng ta đang làm ấy 10 năm 20 năm nữa mà nó cực kỳ phát triển thì chúng ta phải đam mê, hãy chuyên tâm phát triển nó ngay tại thời điểm bây giờ. Nhưng mà nếu ngược lại cái công việc hiện tại chúng ta đang làm ấy mà nhìn cái tầm nhìn 3 năm 5 năm 10 năm nữa nó không phát triển, quy mô nó không bùng nổ được, nó vẫn như thế thì chắc chắn chúng ta cần phải tìm kiếm, cần phải xem lại để mình tìm kiếm cho mình một cái công việc có cái tầm nhìn xu hướng trong tương lai, đúng không ạ? Hôm qua Phương chia sẻ với chúng ta đấy, 6 cái tư duy khác biệt của người thành công, đó là có một cái tư duy là luôn đầu tư theo xu hướng đi lên của thị trường, đúng không ạ? Theo xu hướng đi lên của thị trường, theo nhu cầu của thị trường. Vậy bây giờ nhu cầu của thị trường là gì? Đó, ăn ngon mặc đẹp hay là ăn no mặc ấm? À, chúng ta hiểu để chúng ta biết, để chúng ta bắt đầu tìm cho mình cái điều mình thích, đúng không ạ? Và đã thích rồi thì phấn đấu nỗ lực trở nên xuất sắc, trở nên chuyên môn hóa trong lĩnh vực đó, giống như cầu thủ Ronaldo đấy đó, cũng là bóng đá, cũng là đá bóng, nhưng tại sao người ta trở nên chuyên môn hóa, người ta rất là giỏi, đúng không ạ? Đó, họ thành công bởi vì công việc của họ luôn đó, trở thành 1 tỷ phú đô la với công việc ngành nghề bóng đá của mình, rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì họ rất là đam mê, họ biết được là họ cần phải giỏi, khi giỏi thì mới tạo ra được những cái thứ mà mình muốn, mình thích đó, giỏi thì mới tạo ra được tiền đó. Thế nên là chúng ta hãy tiếp nạp thật là nhiều kiến thức, am tường thật là sâu sắc trong cái lĩnh vực mà mình đã lựa chọn, mình đã đam mê, con đường mình đã lựa chọn để mình trở nên xuất sắc, đúng không ạ? Đó là cái bước thứ hai. Và bước thứ ba, bước thứ ba là thành công của mình phải gắn liền với lợi ích chung của cộng đồng. Chúng ta thấy không ạ? Thành công của chúng ta một khi mà đã gắn liền với tập thể, với cộng đồng, thì cộng đồng mà thành công thì chắc chắn chúng ta là dư giả, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải chắc chắn một cái điều rằng là bất kể mình làm gì, chúng ta cũng có một cái lý do lớn, đó là hãy góp công sức vào cái sự thành công riêng, thành công chung của cả cộng đồng, của tập thể. Bởi vì muốn nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì đi phải tập thể, phải cộng đồng, đúng không ạ? Đó, nếu như mà đi nhanh mà không xa thì cũng chẳng để làm gì cả, nhưng mà đi càng xa thì chúng ta mới càng càng bền, đúng không? Thành công thì thành công dài hạn, thành công xa đó, thì thành công mà thành công ngắn hạn thì cũng chưa gì, đúng không ạ? Cho nên là cái thành công của chúng ta ha hãy gắn liền với tập thể, với lợi ích cộng đồng. Thế nên là ngày hôm nay Phương hay là tất cả những chủ tịch của chúng ta hay là những anh chị nhóm trưởng chia sẻ trao giá trị, kèm cặp hỗ trợ động viên khích lệ anh chị em chúng ta. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ biết được cái giá trị thứ ba này này, cái bước làm thứ ba này, nếu như trong 3 bước mà bạn không làm được cái bước thứ ba thì có những cái tiến trình 3 bước để tiến tới sự thành công chúng ta xem như là không thành công, không đạt được cái điều mình muốn. Thế nên cái bước thứ ba nó cực kỳ quan trọng ấy. Đó. Bởi vì cái bước thứ ba nó thể hiện được là con người của chúng ta là một người rất là gì ạ, có tình yêu thương rất là lớn, cái lòng biết ơn chúng ta rất là nhiều. Và một khi mà đã có tình yêu thương lớn, biết ơn nhiều thì chắc chắn vũ trụ sẽ gửi cho chúng ta rất là nhiều cái điều tuyệt vời. Thế nên là chúng ta hãy ngay bây giờ, ngay lúc này chúng ta đã có cộng đồng rồi, đúng không ạ? Nơi làm việc của chúng ta cũng là cộng đồng, nơi chúng ta sinh hoạt buổi sáng buổi tối cũng là cộng đồng. Thế nên chúng ta cần phải có trách nhiệm, đúng không ạ? Trách nhiệm của chúng ta là gì? Theo anh chị em chúng ta, comment cho Phương biết được là bây giờ chúng ta có cái trách nhiệm gì với cộng đồng của mình đây. Đó, chia sẻ rất là tuyệt vời, cảm ơn chị Tâm ha. Rồi gì nữa ạ? Phương rất là mong muốn đọc được rất là nhiều cái sự
À, con bé gái trẻ mình trao giá trị, trao dồi, gieo hạt. Đó, rất là tuyệt vời. Trao giá trị giúp mình và giúp mọi người. Quá tuyệt vời, tuyệt vời. À, lan tỏa môi trường, trao giá trị cho cộng đồng. Đúng chả? Hay quá ha. Chúng ta nói được, làm được nha. À, phải nhất quán. Nói được và làm hơn những gì mình nói. Trách nhiệm đầu tiên là chúng ta cần phải nghiêm túc giờ nào việc đó, đúng không ạ? Lên dung đúng giờ. À, trang phục lịch sự, phòng dung của chúng ta đầy đủ ánh sáng để cho năng lượng cả phòng dung. À, năng lượng cả phòng đều năng lượng. Đó. Và sao nữa? Đó, ở đây là kỷ luật nghiêm túc học tập phát triển bản thân chính xác. À, chúng ta kỷ luật nghiêm túc học tập phát triển bản thân. À, giống như bạn Dũng comment ha. Rồi bởi vì khi mình kỷ luật đấy thì chắc chắn những người bạn đến với mình đều kỷ luật. Mình không không hy vọng rằng mình lựa chọn những người bạn ở ngoài kia để mình gieo hạt để giống như mình không bao giờ làm được cái điều đó. Mà mình muốn làm được điều đó, mình muốn gieo hạt đến cho cộng đồng, những người bạn đến với mình cũng có những cái khát cầu giống như mình, có ý thức, có trách nhiệm giống như mình, thì đầu tiên chúng ta phải là người có ý thức, người có trách nhiệm, người có tinh thần, người có tính kỷ luật, người có nhất quán, đúng không ạ? Người có tâm sáng, tâm nhìn lớn, thì chắc chắn bằng cái sức hút bên trong của mình là sức mạnh tiềm thức, chúng ta sẽ hút được tất cả những người bạn, hỗ trợ được tất cả những người bạn ở bên ngoài đến với cộng đồng của chúng ta giống như chúng ta đó. Thế nên là công thức của chúng ta là công thức hút gì ạ? Thu hút nguồn lực. À, chúng ta còn nhớ cái bài đầu tiên Phương chia sẻ cho chúng ta nữa không? Chúng ta có con người màu xanh, con người màu đỏ đấy. Việc của mình là gieo hạt và việc của mình là trau dồi chính bản thân mình thật giỏi. Hồi tụ đầy đủ tất cả những cái phẩm chất tố chất của người thành công, sau đó tự động tiềm thức sẽ sắp xếp tất cả những cái người bạn ở bên ngoài cùng trường năng lượng, cùng tư duy, cùng tầm nhìn, cùng cái chiến lược, cùng cái sự hiểu biết, cùng cái khát khao giống như mình đến với mình. Đó. Đúng không ạ? Đó chính là cách chúng ta vận dụng sức mạnh tiềm thức để thu hút mối quan hệ chất lượng đến với mình. Đó chính là cái quyền năng vô hạn mà tiềm thức đã cho chúng ta trong cái ngày hôm trước cũng chia sẻ đấy. Thế nên là chúng ta nhớ ha. Đó, đó là ba bước để giúp cho chúng ta hướng tới cái sự thành công của mình một cách xuất sắc, trọn vẹn. Và hôm nay thì chúng ta đã hoàn thiện xong cái bộ công thức 30 ngày. Đó, và bây giờ Phương sẽ chia sẻ với anh chị em mình một cái công thức để cho chúng ta công thức để cho mình biết cái cách để chúng ta tổng hợp thành công của mình trong tháng này. Và thành công của chúng ta thì có nhiều thành công ha, không riêng gì về thành công về tài chính của mình, tiền của mình đâu, mà có đó, có rất là nhiều cái thành công nữa ha. Nhưng bây giờ Phương sẽ hướng dẫn các anh chị em mình cái công thức, cách thức tính lợi nhuận trong tháng này của mình. Thì ở đây là chúng ta sẽ có 5 nguồn tiền. Đó, cho nên là cái công thức của mình là tổng lợi nhuận, chứ không phải là lợi nhuận mà tổng. Tổng tức là nhiều nguồn tiền về nhiều nhiều nơi, nhiều ngõ ngách. Thế nên là có rất là nhiều anh chị em bảo là bây giờ mình chỉ có một công việc thôi. Thì mình cứ công việc kinh doanh của mình thì mình cứ đặt là lợi nhuận của công việc kinh doanh, nhưng mà nếu như mình làm như thế là mình đã giới hạn cái dòng thu nhập về với mình. Thế nên là ở đây chúng ta sẽ có tổng lợi nhuận ha, và chúng ta có 5 nguồn tiền. Nguồn đầu tiên là nguồn từ công việc kinh doanh của mình. À, nguồn từ cái công việc truyền thống chúng ta đang làm. Nguồn thứ hai là nguồn từ cho biếu tặng thưởng tiền lãi tiết kiệm. Đó, tiền lương của mình. Nguồn thứ ba là nguồn từ huy động. Nguồn thứ tư là thu hồi thu nhập. Nguồn thứ năm là mua bán các cái sản phẩm của mình có, đúng không ạ? Ví dụ như nhà, ví dụ đất, ví dụ ô tô, đó, sản phẩm dịch vụ của mình đang làm, đang có bán thêm đấy, làm thêm đấy. Đó là có 5 dòng tiền. Và chúng ta nhớ là cái công thức tính tổng lợi nhuận này. Tổng lợi nhuận trong tháng 6. Đầu tiên hôm nay, con số đầu tiên chúng ta tổng kết
là một là tổng lợi nhuận trong tháng 6 về với tài khoản của mình là bao nhiêu. Đó, chúng ta ghi đúng con số của chúng ta đã về với tài khoản của mình ha. Rồi con số thứ hai là tốc độ lợi nhuận tăng trưởng so với 2 tháng trước. So với 2 tháng trước tức là gì ạ? Lợi nhuận của tháng 6 này chúng ta chia cho lợi nhuận tháng 5 nhân 100%. Cái đường truyền của chưa được khỏe thì nên cái hình này chưa được rõ ha. Anh chị em mình nhìn thấy rõ không? Rõ ha. Rồi ok ha. Rồi. Đó là con số A phần trăm đầu tiên, tức là cái tốc độ tăng trưởng so với tháng 6 so với tháng 5 là chúng ta sẽ ra được phần trăm A. Rồi. Tốc độ phát triển, tốc độ tăng trưởng của tháng 6 so với tháng 4. Lấy tháng 6 chia cho lợi nhuận tháng 4 nhân 100% chúng ta được con số B%. Đó chính là hai hai cái con số để chúng ta so sánh cái tốc độ tăng trưởng của 2 tháng. Bởi vì cái mục tiêu của mình là gì ạ? Dựa vào tham chiếu tổng lợi nhuận của 2 tháng trước thì bây giờ chúng ta so sánh cái tốc độ tăng trưởng thì chúng ta phải so sánh của 2 tháng trước ha. Đó, rồi tổng kết cho Phương con số thứ ba là phần trăm chúng ta đạt mục tiêu. Phần trăm đạt mục tiêu là lợi nhuận thực tế của tháng 6 này chúng ta có bao nhiêu, đạt được bao nhiêu, chúng ta chia với cái lợi nhuận mục tiêu của tháng 6 nhân 100% bằng C, là tức là chúng ta biết được con số phần trăm chúng ta đạt mục tiêu. Đúng không? Ví dụ như lợi nhuận thực tế hiện tại bây giờ chưa tới ngày 30. Nhưng Phương ví dụ như hôm nay 30 mình đặt mục tiêu lợi nhuận là 100 triệu. Nhưng hiện tại bây giờ mình về 90 triệu. Thì chúng ta lấy 90 triệu chia cho 100 triệu nhân 100% là chúng ta sẽ ra được con số phần trăm đạt mục tiêu. Đúng không ạ? Hoặc ví dụ như tháng này chúng ta đặt mục tiêu là 100 triệu. Nhưng tại thời điểm bây giờ chúng ta đã về được lợi nhuận 200 triệu. Thì chúng ta lấy con số 200 triệu chia cho 100 thì xem thử tốc độ cái phần trăm chúng ta đạt mục tiêu bao nhiêu phần trăm, vượt bao nhiêu phần trăm. Đó, đó chính là cái cách thức để chúng ta tính tổng lợi nhuận. Và đây là công thức này là công thức tính cuối tháng. Và chúng ta sẽ có công thức tính 10 ngày, công thức tính 20 ngày nữa. Thì anh chị em chúng ta hỏi là nhóm trưởng của chúng ta nha. Người bạn đang gửi đường link cho mình ấy, hỏi lại để chúng ta làm trong tháng 7. Bây giờ tháng 6 thì cuối tháng rồi, chúng ta chỉ cần tính theo cái công thức 30 ngày này thôi. Đó, rồi, như vậy là tối ngày mai chúng ta sẽ cùng với chủ tịch chúng ta học tập gia tăng cái bộ tư duy gốc rễ, bộ tư duy trong đầu tư trong kinh doanh, tầm nhìn xu hướng công việc trong tương lai. Thế nên là Phương hẹn chúng ta trong buổi ngày chủ nhật chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết tất cả những cái thành công. Anh chị em mình ghi tất cả những cái thành công ha, thành công về phát triển bản thân, thành công về đọc được bao nhiêu quyển sách trong tháng này, thành công mối quan hệ xung quanh chúng ta hòa hợp như thế nào đó, rồi thành công là tiền lợi nhuận chúng ta về bao nhiêu, thành công là có bao nhiêu khách hàng mới tự động gõ cửa mua hàng trong tháng này, đúng không ạ? Rất là nhiều những cái thành công thì chúng ta hãy ghi ra quyển sổ thành công của mình để chúng ta ngày chủ nhật hãy cùng nhau ăn mừng thành công nha. Rồi, như vậy là Phương xong cái phần tối ngày hôm nay cùng với anh chị em mình. Cảm ơn toàn thể chúng ta rất là nhiều nha. Đó, như vậy là chúng ta học và có công thức rõ ràng nha. Anh chị em chúng ta bám vào công sức để cho chúng ta lấy ra được con số đúng chuẩn thì chúng ta làm đi có tháng tiếp theo. Phương án này là chưa tham chiếu của 2 tháng trước là tháng 6 và tháng 5. Bây giờ tháng 5 thì dựa vào tháng 5 và tháng 4. Thế nên tất cả công thức chúng ta học là công thức chuẩn, con số chuẩn và ra kết quả chính xác chuẩn. Hôm nay Phương có một người bạn ha, đã vượt mục tiêu rất là xuất sắc. Đó. Vượt mục tiêu rất là xuất sắc luôn. Thế nên anh chị em chúng ta nhớ tổng kết để chủ nhật chúng ta tổng kết nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại chúng ta trong chương trình ôn tập sau đây. Rồi, xin mời cả nhà mình mở mic chào nhau nha.
Rồi, xin cảm ơn mẹ giàu nha. Cảm ơn tất cả anh chị em. Cảm ơn mẹ giàu, cảm ơn các anh chị em Zoom ạ. Vâng, xin cảm ơn mẹ giàu ạ. Chúc toàn thể anh chị em chúng ta có một buổi tối ngủ ngon, thành công giàu có ạ.